Ma, các bạn ơi, phòng trọ của tôi có ma. Thôi, tôi nói đùa đấy. Đây là hiện tượng nước biển nó phản chiếu lên trời, nó chiếu vào nước biển, chiếu xuyên qua cái cửa kính đây, cửa đây, chiếu nó xuyên lên tàu. Tôi đang chạy biển, cứ loang loáng trước mặt tôi. Tôi dí sát vào đi. Quá đẹp. Vâng, thật sự rất đẹp. Vâng, tàu tôi đang chạy ở trên biển của Solomon. Tuyến chuyến cuối cùng lấy 5.000 tấn, trong tàu tôi có trọng tải 28.000 tấn, lấy 5.000 tấn và chuẩn bị chạy sang Ấn Độ thôi, qua Singapore nhận dầu và từ Singapore sẽ chạy đi Ấn Độ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay ngày 19 tháng 12 năm 2017.